Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 14 tháng 2 là ngày lễ tình nhân Valentine, thị trường hoa tươi và quà tặng đã trở nên sôi động. Thị trường hoa tươi ngày lễ tình nhân năm nay khá phong phú về chủng loại, gồm hoa trong nước và nhập khẩu. Theo khảo sát, mặt hàng hoa tươi những ngày cận kề 14 tháng 2 giá tăng khoảng 10-20% so với ngày thường. Lý do được một số tiểu thương đưa ra là dịp lễ Valentine ngay sau Tết Nguyên đán nên nhu cầu về hoa lớn dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng. Về thị trường quà tặng, năm nay thị trường Valentine hướng đến tiêu chí phục vụ đa dạng các nhóm đối tượng khách hàng với từng nhu cầu cụ thể, từ giới trẻ như sinh viên đến những khách hàng có điều kiện về kinh tế. Trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, túi xách, giày dép, đồ lưu niệm là những mặt hàng được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà tặng trong ngày lễ này. Tùy đối tượng khách hàng, các cửa hàng thương hiệu sẽ tư vấn chọn sản phẩm phù hợp. Quan trọng nhất là sản phẩm phải tinh tế, truyền tải được tình cảm và sự chân thành của người tặng.